Nhà tiên tri Mù Ba Ba Vang là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Với nhiều dự đoán chính xác tới 95%, theo bà Vanga, năm Giáp Thìn 2024, thế giới sẽ phải gánh chịu rất nhiều điều tồi tệ xảy ra, đó là chiến tranh lan rộng, đi đôi với nó là những thiệt hại ngày càng trầm trọng hơn, các thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra, cường độ cũng như sức tàn phá khủng khiếp hơn. Những dự đoán về thảm họa thiên nhiên của bà Vanga đã ứng nghiệm 100% đúng tại Việt Nam. Ngay những ngày đầu năm 2024, Việt Nam đã phải gánh chịu liên tiếp hai thảm họa. Đầu tiên là thảm họa động đất tại Mỹ Đức, Hà Nội sáng hôm 25 tháng 3. Tiếp ngay sau đó 3 ngày, ngày 28 tháng 3, mưa đá rất lớn đã trút xuống nhiều huyện của Hà Giang, cũng như Đà Lạt. Lốc xoáy cũng đã càn quét ở Quảng Ninh. Bên cạnh những dự ảm đạm, hãi hùng về chiến tranh, về thảm họa thiên nhiên, về sự suy giảm kinh tế toàn cầu, thì bà Vanga cũng đưa ra một dự đoán hết sức lạc quan, đó là năm 2024, con người sẽ tìm ra phương pháp đánh bại căn bệnh ung thư. Những người không may mắc căn bệnh quái ác này sẽ có cơ hội được chữa khỏi. Tại Việt Nam thì các nhà khoa học của công ty cổ phần 905 Việt Nam đã nghiên cứu cho ra phần mềm quản lý, điều trị bệnh ung thư có tên HODO. Phần mềm này giúp mọi người có thể chủ động kiểm soát, phát hiện các dấu hiệu ung thư sớm, cũng như kết nối nhanh nhất với các chuyên gia đầu ngành ung thư để nhận được những chỉ định điều trị, thuốc điều trị hiệu quả, kịp thời, nhằm điều trị dứt điểm căn bệnh hiểm ác này. Phần mềm này được tải về điện thoại thông minh tại đường link trong phần mô tả. Nếu bạn có nhu cầu hãy tải phần mềm về máy và trải nghiệm để luôn chủ động kiểm soát bệnh tật cho mình và người thân.